nghệ dân ca trữ tình quê hương, đó là nam ca sĩ Quốc Đại. Đặc biệt chương trình ca nhạc của đêm ngày mai thứ bảy cuối tuần, chúng ta sẽ được gặp lại cùng với khách mời, đó là nam ca sĩ ngôi sao trẻ Tống Hạo Nhiên. Đặc biệt đêm nay sẽ được làm bài làm tất cả quý vị với những dòng nhạc trữ tình dân ca nhẹ nhàng, và ngày mai với những từng khúc sôi động hơn sẽ được chào đón tất cả quý vị với tiếng hát của ngôi sao sân khấu ca nhạc. Đúng ạ, thì mong rằng chị mình đón xem và cổ động nhiều người cùng xem ngày mai nha quý vị nha. Rồi bây giờ là 30.000 đồng của chị nha, nhanh trang lại ba tham gia tham dự vé để chúng ta có những phần quà cầm trên tay và những tặng lại đến lô tô mà khán giả mình ủng hộ quá từ vòng lợi. Vui xin nhắc lại cho quý vị khán giả mình lần đầu tiên đến với đoàn á, chúng ta vẫn có cơ may nhận một bao lì xì rất là đỏ thắm của đoàn bằng cách là quay lại mặt sau tặng lại bé mình ghi tên và số điện thoại của mình và ship càng nhỏ càng tốt, một là bỏ vào trong cái thùng này, và nếu như không quý vị mình có ngại á thì có thể là gửi tất cả chị em của quyền đang phục vụ vé, quý vị mình gửi thì bỏ vào đây. Nếu phần cuối cùng chương trình quý vị còn ở lại đúng tên và số điện thoại quý vị sẽ được nhận một bao lì xì của đoàn. Rồi bây giờ vòng lời tiếp theo là 30.000 đồng, ai chưa có vé ủng hộ vé và đã có vé là được nhận số ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về tiếp sông trong chữ hầu tiếp quay chúng tề nguyện dám giữ người giữ ta cho tề I'm not afraid.